Công băng qua. Cả nhà ơi, ai lên rồi thì điểm danh hộ trên xe tí nha. Hôm nay bài 27 là không dễ đâu các bạn ạ. Bài 27 cũng có một số những cái hơi bị lằng ngoằng đấy. Cho nên là chúng ta sẽ phải rất là tập trung mà nó cũng khá là dài. Bạn nào mà bận thì chia sẻ về xong là nhớ là phải học lại hộ trên xe đấy nhá. Dê vẫn chưa nhìn được comment của các bạn. Thương Akina. Các bạn ơi, các bạn lên để điểm danh hộ sensei. Các bạn chia sẻ hộ sensei mạnh mẽ cái hôm nay Việt Nam đá đấy, nên là chúng ta cố gắng chia sẻ để các bạn khác vào nhanh nào. Các bạn khác vào nhanh để sau đó thì chúng ta còn để cho các bạn đi xem bóng đá. Hôm nay mấy bạn hỏi sensei ơi có nghỉ không? Thì dê bảo không. Học khẩn trương để còn xem chứ không thể nghỉ học được, gấp lắm rồi. Tuần có 2 buổi thôi cả lớp nhờ. Bài 27 này, CC chia sẻ vào trong nhóm đã. Học tiếng Nhật online miễn phí, miễn thi N4, ok. Xin CC xíu nhá. Cả lớp ơi, cả lớp chia sẻ về đi nhá. Bảy cũng có một số những cái. Đợi xin CC xíu. Bài 27 khó đấy cả lớp nha. Nó không phải quá khó nhưng mà nó cũng sẽ khiến cho các bạn, nếu mà bạn nào mà tự học mà không nghe giáo viên giảng thì mà đọc trong sách thì cũng hơi hoang mang đấy. Bài 27 N4 để xin chia sẻ xong rồi chúng ta chiến đấu. Trời ơi, ông chồng không vào để còn mượn cái điện thoại cái để xem comment của các bạn ở bên fanpage Quỳnh CP. Nào, ok. Rồi, chúng ta bắt đầu check từ mới thôi cả lớp ơi. Xin chào cả lớp nhá, check từ mới thôi cả lớp ơi. Ôi, sổ ơi, xin lỗi rồi. Cả lớp chờ xin 30 giây. Thảo nào hôm nay xin thấy thiếu thiếu. Đây này, xin xem nhiều tài liệu lắm đây này. Kiểm tra từ mới. Chúng ta check từ mới đã nhá. Cả lớp ơi. Đây rồi. Bài 27 đây. Ok. Làm từ mới đi lớp mình ơi. Hello. Chúng ta cả lớp hôm nay học nhanh còn xem bóng đá nhá. Kiko mã là gì cả lớp? Hello, công băng qua cả lớp thân yêu nhá. Kiko mã là gì nhờ? Hôm trước cảm ơn Sensei đã giải đáp bài cho em hôm trước. Thế ở Lan Lan, nhiều học sinh quá thì Sensei cũng không biết là Sensei đã giúp được Lan Lan những gì. Rồi, tốt rồi. Ok. Tốt. Có thể nghe thấy đúng không? Rất tốt. Zido hang bài kỷ. Zido. Mình ơi cho em mượn điện thoại của mình để em ấy với. Để em xem fanpage Quỳnh GP với. Ok, nhiều tiền thế. Zido hang bài kia là gì cả lớp nhỉ? Máy. Máy bán hàng tự động. Thế mà không biết. Máy bán hàng tự động. Hay dạy nhanh lên Việt Nam đá bóng nhá. Ok, đang tăng tốc lắm đây. Nhanh lên các tình yêu ơi. Đây. Arigato. Đây. Xin xem fanpage kìa. Tốt rồi. Fushigi. Bí bí gì nhở, bí ẩn kỳ thú đúng không? Fushigi eto shorai, shorai quá là dễ nhỉ cả lớp nhỉ. Tương lai các bạn muốn làm gì? Shorai tương lai. Hay, ok des. Tobimasu, hai cái cánh phập 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 phập. Tobimasu bay đúng không cả lớp? Ok rồi. Tốt rồi. Rồi, ok. À. Kodomotachi, dễ nhỉ? Toàn từ dễ đúng không cả lớp? Lớp mình nhỉ? Ui, chúng ta không học nhanh là tí nữa bóng đá là mạng cũng lag kinh khủng luôn ấy. Cho nên là phải phải. Rồi, trẻ con. Đám trẻ bọn trẻ. Hokano.
Okano. Đúng rồi. Nhà sensei gần sân vận động Mỹ Đình các bạn ạ, cho nên bây giờ loa đài ầm ĩ quá. Khác đúng không? Đúng rồi. Đô gự. Hôm nay bài 27 không đơn giản đâu lớp nha. Nếu như các bạn tự đọc sách là sẽ có một số những khúc mắc đấy. Cho nên là các bạn cố gắng nghe sensei giảng, bạn nào bận thì chia sẻ về nha. Đô gự. Dụng cụ, chính xác rồi. Mukashi. Mukashi, mukashi, các bạn mà nghe những cái câu chuyện cổ tích bằng tiếng Nhật ý. Mukashi, mukashi, ngày xưa, đúng không? Ngày xưa. Ok, đúng rồi. Ồ, từ này cho kanji vào, không biết là các bạn làm được không? Đang thế kia, không biết các bạn có làm nổi không? Đợi sensei một xíu để sensei đổi cái tai phone cái. Cái tai phone này sensei đeo nó đau tay quá. Tại sao lại sai lệch như này? Ôi hề chứ, đào sensei sửa nha, sai rồi. Đợi sensei sửa. Nếu mà là kanji của chữ tiếng giọng thì cô ê nó phải như thế này này. Bài này không phải do sensei soạn. Đây. Cô ê mà là tiếng nói giọng nói thì phải là chữ kanji này nhá. Sai kanji của các tình yêu của sensei rồi. Xong. Nó phải là chữ kanji này các bạn này, nếu mà nó là chữ kanji, chữ tiếng nói giọng nói. Đây nhá. Thôi chúng mình vào ngữ pháp nhé. Nào chúng mình vào ngữ pháp nha cả lớp ơi. Rồi rất tốt. Hôm nay chúng ta sẽ học một thể mới. Sang đến N4 chúng ta sẽ có thêm vài thể nữa. Và bây giờ đương nhiên là các bạn sẽ phải học thật chắc những cái thể của N5, xin xin không nói nữa. Và hôm nay bài 27 đó chính là một cái thể đầu tiên của N4, đó chính là thể khả năng, hay còn gọi là Kanoke, được chưa? Thì bây giờ cách chia thể khả năng như sau. Chúng ta vẫn có động từ chia làm 3 nhóm, cái này khá nhanh. Cả lớp nhớ cho sensei tuyệt đối không ghi chép. Cả lớp nhớ nhá, tuyệt đối không ghi chép. Sau khi kết thúc livestream, sensei sẽ đăng bài lên cho các bạn toàn bộ những cái slide này để cho các bạn tha hồ chép. Cho nên là sensei nhấn mạnh lại, sensei sẽ giảng nhanh. Các bạn không có thời gian ghi chép, các bạn chỉ có thời gian để hiểu bài và hỏi bài thôi. Cả lớp nhớ cho sensei nhá. Nào, đối với động từ nhóm 1 thì các bạn sẽ làm gì? Các âm thuộc hàng Y các bạn sẽ chuyển thành các âm thuộc hàng E. Rất đơn giản thôi. Sensei lấy vào ví dụ thì các bạn sẽ hiểu luôn. Thật ra đây là sensei chia là mát sự, còn một bên này là rự nhé. Các bạn thì chia luôn là rự cũng được nhá. Tại vì bây giờ chúng ta học thể từ điển rồi nên chúng ta chủ yếu là nói luôn sang thể rự cho lành, đúng không? Đây là ikimat thì y thành e đúng không? Cái từ cuối cùng này trước từ mắt sự này thì các bạn chia thành là trời ạ, đợi sensei một chút. Để sensei sửa lại luôn. Khổ ghê chứ sao lại thế nhỉ? Tại vì là slide này của sensei là sensei đưa giáo trình xong là để cho các bạn ấy làm những cái đơn giản cho sensei ấy, chứ một mình sensei làm sao? Ikimasu chia thành thế này, không biết nữa, cả lớp cho sensei xin lỗi nha. Thôi được rồi, sensei xóa đi. Sensei đọc cho các bạn thôi. Nào cả lớp cùng chia cùng sensei. Không cần cái chia sẵn gì nữa. Nào chúng ta thử nhá. Cả lớp ơi, ikimasu, nào các bạn chia sensei sang là y thành e thì sẽ thành là ikeru, được chưa cả lớp? Đúng không? Chi, mochimasu, y thành e thì sẽ thành là moteru, đúng chưa cả lớp? Các bạn ơi, trong cái quá trình mà sensei trong quá trình sensei sử dụng slide, cái chỗ nào nhầm sensei sẽ bảo các bạn luôn, thế nên mới cần phải sensei giảng nhá. Sensei thì sensei ngồi đây sensei giảng cho các bạn mà, chứ có phải là sensei vứt ra kia cho các bạn làm đâu. Nào suimasu, y thành e nào, cả lớp comment cho sensei nào. Thế à, nào cả lớp comment cho sensei một từ cuối cùng nào. Từ suy em mát các bạn chia thành gì, các bạn thực hành luôn được, không cần sensei đưa ra đáp án.
Nhanh chóng nào. Rồi, Sensei nhìn thấy Lê Long rồi. Rồi, ok, Sensei nhìn thấy Vân Anh rồi. Rất là tốt, đúng không? Y thành E thôi. Sima thành Sueru, đúng rồi, rất tốt. Nhóm 2 thì đơn giản hơn rất nhiều, đó chính là thay Matsu bằng Raremasu. Quá dễ, tức là các bạn vứt Matsu đi. Cũng không cần cái kia ra. Đây chúng ta có từ Tabemat này. Từ Mimat, các bạn nhớ nhé, Mimat nữa. Nó là nhóm 2 nhé, trường hợp đặc biệt nhé. Đừng ai quên những cái động từ nhóm 2 đúng không? Rất là tốt. Thế bây giờ các bạn chia Tabemat cho Sensei sang nào. Cả lớp ơi, cả lớp chia Sensei Tabemat nào. Tabemasu thành Tabe. Taberareru, đúng không? Chính xác đấy. Taberareru. Và Mimat cũng tương tự như thế, thành Mirareru. Được chưa nào? Nhóm 3 thì rất dễ thôi. Nhóm 3 các bạn thuộc luôn cho Sensei. Thủy ơi mệt ở Thủy, ok gái nhá. Kimat thành Kimat các bạn thuộc luôn cho Sensei thành Korareru. Simat thì sẽ thành Dekiru. Và tương tự như thế, danh từ cộng Simat thì bằng là danh từ cộng Dekiru nhá, thuộc luôn nào. Kimat Korareru Simat Dekiru Benkyo Simat Benkyo Dekiru Sangpo simat sangpo dekiru. Đó, được chưa cả lớp? Copy simat copy dekiru. Ok, dễ đúng không cả lớp? Nào chúng ta ôn lại luôn thể khả năng trong vòng 30 giây. Đối với cách chia thể khả năng nhóm 1, các âm thuộc hàng I thành các âm thuộc hàng E. Ví dụ ikimat, ikemat, mochimat, motemat. Xong chưa? Nhóm 2 chỉ việc thay mat sự bằng raremat, tatoeba tabemat, taberaremas. Đúng chưa? Nhóm 3 kimat thành koraremas, simat thành Ekimos. Thế thôi. Cả lớp thuộc luôn thể khả năng hộ Sensei luôn trên lớp nhé. Thế là cách chia cả lớp hiểu hết rồi đúng không? Sensei nhìn các bạn comment từ nãy giờ rất là tốt đấy. Ok, vậy chúng ta đi vào ngữ pháp nhá. Chúng ta đi vào ngữ pháp nha lớp mình ơi. Rồi. Đi vào ngữ pháp được. Có một cái lưu ý cho thể khả năng nữa này. Đó chính là động từ thể khả năng thì được chia như động từ nhóm 2. Tại vì sao cả lớp nhỉ? Tại vì các bạn để ý là chúng ta chia hết thành E, đúng không? Ví dụ như ikimat chúng ta chia thành ikeru. Thì đây, kakimat thành kake thì có phải kê là nhóm 2 không? Chính vì thế nếu như các bạn chia sang các cái thể khác thì sẽ thành kakete, kakenai, đúng không? Kakeru. Đó, các bạn hiểu ý xem không? Chúng ta sẽ chia tiếp từ cái thể khả năng này sang các cái thể khác. Đây, te này, rự rồi, nai rồi, các thứ các bạn nhớ nhé. Tại vì mình chuyển sang hàng e rồi, đúng không? Nên nó sẽ thành nhóm 2 đấy. Rồi. Và các bạn ơi, sẽ có một số những cái động từ đặc biệt, không phải là động từ nào chúng ta cũng chia sang thể khả năng nhá. Để các bạn không có thể ngạc nhiên khi mà có một số những cái động từ mà chúng ta không bao giờ thấy nó chia thể khả năng. Sensei lấy một vài từ nhá. Sau này các bạn học rồi các bạn sẽ thấy nó xuất hiện dần rồi, Sensei sẽ nói dần thôi. Ví dụ như wakarimasu. Đúng không? Đúng rồi, nhiều bạn biết kìa. Rất là tốt. Mình sẽ nói là tôi hiểu cái vấn đề này chứ không ai nói là tôi có thể hiểu cả. Tại vì bản thân những cái từ này nó đã mang tính chất khả năng rồi. Ok chưa? Mình sẽ nói hey, wakarimasu, chứ không ai nói, không ai chia rằng là waka, wakaremat, hoặc tôi biết, chứ không phải tôi có thể biết, hoặc là từ arimat, ví dụ như tôi có tiền, đúng không? Hoặc từ imas. Đó, rất là nhiều. Thì các bạn nhớ rằng là sẽ có rất là nhiều những từ mà nó sẽ không chia thể khả năng. Thế cho nên các bạn đừng ngạc nhiên nhá. Dần dần chúng ta sẽ lĩnh hội dần và sẽ nhớ được hết thôi. Rồi nhá. Đấy là một số những cái lưu ý chứ. Sẽ tránh tình trạng là lúc nào chúng ta cũng nghĩ là cứ động từ là chia hết thể khả năng là không đúng. Ở trên fanpage của thầy Quỳnh sao không thấy các bạn comment nhỉ? Hay là mạng lag hay sao ấy? Bắt đầu cấu trúc đầu tiên chúng ta bắt đầu đi vào chính thức đây. Đó là sao nhở? Các bạn ghi các bạn chú ý cho Sensei nhá, cấu trúc đầu tiên. Ở N5 chúng ta đã từng học cấu trúc phê rự cô tô gá đề kỳ rự, cả lớp nhớ không? Xem nếu như Sensei nói là gì nhở? Tennis số suru cô tô gá đề kỳ rự, tức là tôi có thể chơi được tennis. Cả lớp nhớ không? Cái này của N5 nhé. Được chưa? Văn Đức ơi, Sensei đang giảng mà. Thế thì cái thể khả năng ngày hôm nay chúng ta học nó sẽ thay thế cho cái cấu trúc verukoto gá đề kỳ rự này, nó sẽ dễ hơn rất nhiều.
cả lớp nhá. Bây giờ thay vì nói cả động từ chia thể rự này, phải chúng ta phải chuyển nó thành cô tô. Vì sao nhở? Khi này vê rự cô tô nó sẽ tương đương với một danh từ. Cả lớp để ý hộ xin xem. Vê rự nó sẽ đi với cô tô để nó biến thành cả cái này thành một cụm danh từ. Chính vì thế nó có thể đi được với gá. Và ở đây thì chúng ta vê rự cô tô này chúng ta chỉ đơn giản là cho trực tiếp danh từ vào đây. Và động từ thì chúng ta sẽ cho động từ chia thể khả năng vào đây. Bây giờ xin xem lấy ví dụ các bạn sẽ hiểu ngay này. Cứ phải vào ví dụ. Tính năng đầu tiên, các bạn nhớ nhé, thứ nhất nếu sensei nói nhanh thì nói sensei nói chậm lại. Thứ hai không hiểu phát comment ngay, còn nếu không thì sensei cứ đi đấy. Ok chưa? Ừ, Đỗ Ngọc Trung. Trình bày một khả năng năng lực của một đối tượng nào đó. Các bạn phải hiểu rằng thế nào là khả năng, đúng không? Thế nào là năng lực? Đó. Ví dụ như sensei có thể nói được tiếng Nhật, đó là khả năng. Sensei có thể chơi được bóng đá, đấy là khả năng, đấy là năng lực đúng không các bạn? Ừ. No, bạn này bạn nói tôi không uống bia. Cả lớp ơi, nếu bây giờ sensei muốn nói rằng tôi không uống bia thì rất đơn giản, nói cho sensei nào. Các bạn không được nghĩ cao siêu nha, phải bám sát vào ví dụ sensei đưa cho. Tôi không uống bia thì các bạn nói như thế nào? Cái này là một lời từ chối, không có liên quan gì đến khả năng năng lực cả, đúng không? Đơn giản là tôi không uống, có thể là tí nữa tôi sẽ còn phải lái xe cho nên tôi không uống, đúng không? Bình thường uống vài chai bình thường, nhưng mà hôm nay có thể là lái xe, có thể là đi với sếp cho nên là mình không uống. Nó không liên quan đến khả năng thì chúng ta sẽ nói rất là bình thường. Ồ, biru o nomimasen, kiến thức của nó năm, đúng không cả lớp? Ngọc Hoa ơi, chúng ta học vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần lúc 17:30 giờ Việt Nam em nhé. Thế nhưng cái chị này chị không thể uống bia chứ không phải là chị không uống. Nó khác nhau hoàn toàn, cả lớp hiểu ý xin không? Không thể tức là có thể, uống vào là dị ứng, uống vào là buồn nôn. Đấy, thì nó liên quan đến cái khả năng của bản thân là không thể nào mà làm được. Các em thấy có những người người ta bị dị ứng đúng không? Thế cho nên là lúc này chị này có cái từ thể này, cả lớp chú ý cho xin xin này này. Đấy, có cái từ thể này, tôi không thể uống. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng gá và động từ nomimat, các bạn sẽ chia sang thể khả năng cho sensei. Thì sẽ thành gì nhỉ? Cả lớp nhỉ? Cả lớp chia đi. Bây giờ nói là tôi không thể uống bia, chia luôn nào. Biru, biru gá, nomi, nomimasen, nomimas, các bạn chia sang thể khả năng là no, mi thì thành mê đúng không? Đúng rồi. Biru gá, nomimasen. Ở bên trên xin xin cho các bạn cả cái cấu trúc về rự cô tổ gá đề kimasen của nửa năm này này. Đấy, thế nhưng các bạn tập trung vào đây cho xin xin nhá. Bi rự gá no me masen. Cả lớp thấy dễ không? Thế bây giờ các bạn nói rằng tôi không thể thì là các bạn nói được rồi đấy. Nhá. Tôi không thể uống bia, tôi không thể uống rượu. Đấy, được chưa? Rồi, ok. Rất là tốt. Xin xin thấy các bạn làm đúng rồi đấy. Nói mê này, ok, tốt. Xong chưa cả lớp? Không có bạn, các bạn làm rất tốt luôn. Thế thì chúng ta sẽ sang một cái tính năng thứ hai của thể khả năng. Lớp mình nhá. Chúng mình sang một cái tính năng thứ hai. Nếu như cái thứ nhất mình nói về khả năng năng lực của bản thân mình là có thể làm, không làm được cái điều gì đó, thì cái vế thứ hai này chúng ta sẽ nói về một cái điều kiện để chúng ta có thể thực hiện. Cả lớp hiểu một cách đơn giản như sau. Ví dụ như khi mà chúng ta đến một cái khu vui chơi công cộng chẳng hạn, một cái bảo tàng chẳng hạn, thì có những cái khu vực người ta sẽ đề rằng là không được chụp ảnh ở đây. Thế nhưng có những khu vực thì người ta lại cho các bạn được phép chụp ảnh. Đấy, thế nên là các bạn có thể hỏi cái người hướng dẫn là tôi có thể chụp ảnh ở đây được không? Thế người đấy nói rằng là bạn có thể chụp được. Cả lớp hiểu ý xin xin không? Thì lúc này nó là một cái điều kiện để chúng ta có thể thực hiện trong một hoàn cảnh nào đấy. Nó không liên quan đến khả năng và năng lực nữa. Cả lớp hiểu ý xin xin không? Được chưa? Cái đấy chúng ta cũng rất hay sử dụng trong đời sống hàng ngày. Được chưa cả lớp? Đúng không nào? Đấy, các bạn cứ hình dung như thế rất là dễ. Cả lớp có thấy khó không? Chưa đúng không? Gì nhờ, các bạn đang hỗ trợ nhau gì đấy đúng không? Vì là có rất là nhiều bạn comment nên xin xin không nhìn hết được. Nhưng mà các bạn nhớ nhé, chia sang thể khả năng các bạn phải đi với gá đấy nhá. Đây, nó là cấu trúc ngữ pháp rồi. Nó là cấu trúc ngữ pháp rồi, chúng ta tuân thủ đúng cấu trúc cho sensei. Các bạn đã hiểu khi sensei giải thích cái chức năng thứ hai chưa? Đấy.
Đây nhá, có thể đổi đô la ở ngân hàng này. Đúng rồi, có những ngân hàng không thể đổi được đô la. Các bạn ạ, à, có những ngân hàng các họ không đổi đô la đâu. Đấy, thế nhưng mà ngân hàng này thì có thể đổi được. Thì cho nên là người ta nói có thể đổi được đô la ở ngân hàng này. Tùy, đúng không? Tùy vào từng điều kiện, tùy vào từng hoàn cảnh. Đây nhá. Đây, đô rự gá kaerarimasu, đúng không? Tôi có thể đổi đô la được ở ngân hàng này. Được chưa nào? Các bạn thấy không? Chúng ta vẫn chia như bình thường. Danh từ đi với gá, động từ chúng ta chia sang thể khả năng. Nhóm 2 thì chúng ta chuyển thành rareru là được, đúng không? Dễ đúng không lớp mình nhở? Đúng rồi, Nguyễn Hoài rất là tốt. Rồi, sensei rất nhìn, sensei vẫn nhìn được các bạn comment đấy nhá. Trọng Long ơi, phải đi với gái em nhá, thể khả năng đi với gái hộ sensei nhá. Rồi, tốt lắm, Mai Anh ạ. Và có một lưu ý, đó là các bạn phải nhớ cho sensei rằng chỉ trợ từ ố thì chúng ta mới thay bằng gá thôi. Sensei nói rồi nhá, thể khả năng lúc ấy chúng ta sẽ không đi với ố mà chúng ta sẽ thay bằng gá, còn các trợ từ khác vẫn giữ nguyên. Vậy thì giữ nguyên như thế nào? Sensei sẽ cho các bạn một ví dụ. Các bạn nhớ cho sensei nhá, không phải là cứ thể khả năng là cứ phải ghi chặt lấy gá cho sensei, không. Chúng ta sẽ đi với, chỉ là đi với gá khi mà lẽ ra chỗ đấy phải là vị trí của ố mà thôi. Cả lớp nhớ nhá. Nhưng lúc nãy sensei nói trên là các em ơi, thể khả năng các em phải đi với gái, chứ đó là vì các bạn lại đi dùng ố, đúng không? Và chúng ta chưa đến cái phần này. Và bây giờ sensei nhấn mạnh cho cả lớp rằng gái sẽ thay thế cho ố trong trường hợp động từ ở thể khả năng, còn các động từ khác chúng ta vẫn giữ nguyên. À, các trợ từ khác, sensei xin lỗi. Chí đỉnh can tan desu ne. Yokatta. Vì bận nên tôi không thể về quê. Nào, các bạn thấy thể cho sensei này. Thể này là nói đến khả năng rồi. Nhá. Isogashi desu kara, đúng không? Isogashi desu kara inaka. Mình sẽ trở về quê, mình phải dùng ế rồi, đúng không? Tôi không thể về quê inaka e. Kaerimas, lúc này các bạn chia thành kaeremasen, kaerenai. Được chưa nào? Sensei chào Văn Hải nhá. Cả lớp hiểu ý sensei không? Đây nhá, động từ chia thể khả năng này. Khẳng định phủ định đều ok nhé, nó không có quan tâm gì cả, miễn là chúng ta chia thể khả năng thôi, tùy trong từng trường hợp. Nhưng mà không phải là cứ tương gá vào đây, vì rõ ràng là cái động từ trở về này, danh từ quê hương này, cấu trúc của nó phải đi với ế, chứ làm sao chúng ta cho gá vào đây được, đúng không cả lớp? Cả lớp hiểu ý sensei không? Đấy. Nếu như mà nó đi với ní thì chúng ta phải để nguyên ní, nó đi với ế chúng ta phải để nguyên ế nhá. Còn trừ những trường hợp đi với ố chúng ta mới chuyển thành gá thôi, chứ không phải là phụ thuộc vào cái thể khả năng này mà chúng ta biến đổi trợ từ của nó đằng trước nhá. Là cấu trúc mà cái này nó là một cụm rồi, đi đến đâu đúng không? Thì chúng ta phải dùng ế chỉ phương hướng, cho nên là đừng tương gá vào đây nhá, không là chết dở nhá. Inaka mà đi với gá mà lại đi với động từ kaerimasu là chết dở rồi. Cả lớp hiểu cái ghi chú này rồi đúng không? Quỳnh Khun, Kim Ngân, Nguyệt Hà. Rồi, rất là tốt đấy. Rồi, nhiều bạn còn dùng ưng kìa để nhấn mạnh kìa, rất tốt. Hay lắm, các bạn làm rất tốt luôn. Đúng rồi. Tốt lắm. Trí Đình, Mai Anh, Lê Xuân. Rồi. Rất tốt. Nào, thế thì chúng mình đi sang phần tiếp theo nhé. Sensei thấy các bạn làm tốt thế này rồi. Nhanh nhanh chóng chóng đi. Phần này là phần khó nhất nhỉ. Cả lớp ơi, cả lớp lưu ý phần này phần khó nhất trong bài số 27 nhá. Chúng ta chú ý một chút xíu. Đó chính là miemasu và kikoemasu. Các bạn ơi, nhớ nhớ hộ sensei là danh từ chỉ địa điểm này. Kara. Nhưng mà cái này chỉ cho thêm thôi, các bạn nhớ nhá, sensei cho thêm mà thôi, còn không nhất thiết là cứ phải có. Cái quan trọng nhất là các bạn nhìn vào hai cái bôi đỏ cho sensei và cái bôi xanh. Danh từ gá đi với miemasu hoặc kikoemasu. Miemasu là nhìn, kikoemasu là nghe đúng không? Có thể nhìn thấy và có thể nghe thấy, cái này đang ở thể khả năng. Được chưa nào? Và bây giờ sensei chỉ cho các bạn. Đây là trường hợp đặc biệt. Tại vì sao?
Tại vì nếu như mà theo như cách chia ở thể khả năng thì mi masu là nhóm 2, mà nhóm 2 thì phải chia là mi rare masu. Kikimasu các bạn phải chia là kikemasu, đúng không cả lớp? Các bạn nhìn đây, đây mới là quy tắc chia chuẩn của thể khả năng. Đúng không nào? Cả lớp thừa nhận với sensei không? Đúng không? Đó, tuy nhiên đây là hai động từ đặc biệt và nó có tới tận hai cái cách để thể hiện khả năng. Và hai cách này nó khác nhau như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ phải đi phân biệt và các bạn buộc phải nhớ. Rất nhiều bạn nếu như chỉ đọc sách giải thích ngữ pháp, các bạn sẽ không hiểu được bản chất. Và nhất là sau này khi các bạn làm thi hoặc là các bạn vào bài tập, các bạn hoang mang cực độ luôn. Để phân biệt hai cái này được không? Gì nhở Lê Long nhở? Được chưa nào? Cả lớp nhớ cho xin xe nhá. Riêng hai động từ này chúng ta sẽ có hai cách để nói về khả năng, nhưng mà hai cái này khác nhau hoàn toàn. Một cái là chúng ta chia theo đúng bản chất của thể khả năng, đúng quy tắc, đúng công thức. Còn một cái là các bạn nhớ là miemat và kikoimat. Và bây giờ chúng mình đi vào phân biệt. Cái đầu tiên chúng ta cần phải phân biệt đó chính là miemat và kikoimat. Cho xin xe hỏi một chút, ở đây có những bạn nào học qua bài này rồi mà bây giờ vẫn không thể phản xạ trong vòng 5 giây để phân biệt được miemat, kikoimat và mirareru và kikeru nào? Có bạn nào như thế không? Các bạn phải phân biệt được ngay lập tức, không phải suy nghĩ gì hết nhé. Có lớp nhớ phải phân biệt và không được suy nghĩ. Chứ đi thi mà suy nghĩ như thế thì làm sao mà thành phản xạ được. Cả lớp chú ý cho sensei. Cặp đầu tiên mà chúng ta phân biệt đó là miemat và kikoimasu. Đây là cặp này. Thì có nghĩa là nhìn này hoặc nghe, quan trọng nhất là từ không có chú ý. Các bạn chỉ cần nhớ cho sensei thôi. Còn những cái đoạn về sau này nhớ được cái gì thì nhớ, không nhớ được thì thôi. Tí nữa sensei giải thích. Có em ở Tuấn Kiệt vậy thì hôm nay sensei đảm bảo Tuấn Kiệt sẽ phân biệt được ngay lập tức. Tí nữa sensei cho các bạn ứng dụng luôn. Tuấn Anh ơi, bài 29-30 chúng ta mới học đến ngoại động từ, nội động từ và hay nói cách khác là tha động từ và tự động từ. Còn bài hôm nay chúng ta chưa học cho nên là sensei sẽ không nhắc nhé. Không phải đâu Tuấn Anh nhé, 29-30 chúng ta mới học. Còn bây giờ nói các bạn sẽ không hiểu gì. Được chưa? Nay mới là bài 27 thôi. Các bạn nhớ cho sensei thuộc lòng nào, cả lớp nhẩm nào. Miemasu, kikoimasu có nghĩa là nghe nhìn, không có chủ ý. Sensei giải thích. Biểu thị một đối tượng nào đó được nhìn thấy ở trong tầm nhìn, được nghe thấy vì âm thanh lọt vào tai mà không phụ thuộc vào chú ý của người quan sát. Nghe đã thấy hơi trừu tượng rồi đúng không? Sensei giải thích bằng ví dụ nhá. Từ đây có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ. Koko kara Fujisan ga miemasu. Nào, cả lớp nghe sensei giải thích. Tại sao ở đây, trong trường hợp này sensei lại dùng là miemasu mà sensei không dùng là miraremasu? Thì các bạn nhớ cho sensei rằng miemasu tức là nghe nhìn không có chú ý. Và các bạn quan sát cô gái này cho sensei. Cô gái này đang đứng ở một cái bờ đất này, và trước mặt cô gái này là núi Phú Sĩ. Thì nếu như cô ấy mà đứng ở cái vị trí này ấy, thì cô ấy bắt buộc sẽ phải nhìn thấy núi Phú Sĩ. Cả lớp hiểu ý sensei không? Quý Lê ơi, thứ năm và chủ nhật hàng tuần lúc 19:30 em nhé. Cả lớp hiểu ý sensei không? Tức là cô này nhá, cô ấy có đi ngang qua cái con sông này. Nhưng mà núi đây chả biết là sông hay là gì, cả lớp nhỉ? Đây, thôi rồi. Cứ cho là dòng sông, nhưng mà núi Phú Sĩ làm gì có chuyện xung quanh là sông như thế này. Thế này nhá, cô gái này cố đi ngang qua một cái đoạn này, và xung quanh này nó rất là trống trơn như thế này, thì kể cả cô ấy không muốn nhìn thì cô vẫn phải nhìn. Cả lớp hiểu ý sensei không? Bây giờ chúng ta hãy hiểu một cách đơn giản nhất, đừng hiểu phức tạp. Được chưa? Thế thì có nghĩa là gì? Tôi không cố tình nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy nó. Giống kiểu bây giờ các bạn bước ra khỏi nhà, đúng không? Các bạn bước ra khỏi nhà, xung quanh hai bên đường nhà các bạn toàn là núi non với biển cả thôi. Các bạn có muốn không nhìn cũng không được. Đập vào mắt mình một cách tự nhiên. Thì đấy người ta gọi là nghe nhìn không có chú ý. Cả lớp hiểu ý sensei không? Hoặc ví dụ hôm nay sensei đang giảng cho các bạn và sensei đang nghe thấy cái tiếng loa đài ở sân vận động Mỹ Đình. Sensei nói thật là sensei không muốn nghe tí nào, đau đầu lắm. Thế nhưng mà chẳng có cách nào khác cả. Những cái âm thanh cổ vũ, những âm thanh loa đài nó lại cứ đưa vào tai sensei. Mặc dù sensei không muốn thì sensei vẫn cứ phải nghe. Như vậy người ta gọi là
không có chủ ý. Vậy thì những cái gì mà chúng ta không cố tình nhìn mà nó vẫn cứ để cho chúng ta nhìn thấy, không cố tình nghe mà nó vẫn cứ tự lọt vào tai, thì lúc ấy chúng ta sẽ sử dụng là miemas và kikoemas. Cả lớp hiểu chưa? Sensei giải thích đến như vậy, cả lớp hiểu chưa nào? Chính xác đấy Huế nhỏ ạ, à, rất tốt. Và ngược lại với những cái đấy thì người ta sẽ sử dụng trường hợp là miraremas và kikemasu. Nào bây giờ xin xin muốn tất cả các bạn trả lời cho xin xin các bạn hiểu chưa. Còn bạn nào chưa hiểu thì comment ngay lập tức, để xin xin còn biết đường nào. Những cấu trúc nào mà khó mà các bạn hay nhầm mà dễ quên ý, thì xin xin sẽ phải hỏi kỹ, xin xin không đi nhanh được. Lê Long hiểu rồi, cả lớp hiểu thì hay cho xin xin câu nhá. Ừ đúng rồi, tên Huy đúng không? Em đi trên quốc lộ, em chả muốn nhìn đèn xanh đèn đỏ, em cứ muốn lao vù vù mà phát về nhà, nhưng mà nó cứ đập vào mắt thì phải chấp nhận thôi. Tiến Lục ơi, xin xin không đăng bài để làm đâu, tại vì xin xin chỉ giảng ngữ pháp trên fanpage thôi, còn những bạn nào mà làm bài thì phải vào trong nhóm luyện thi cơ, nhóm đóng phí cơ. Tốt rồi, cả lớp hiểu rồi, xin xin lấy ví dụ về. Từ đây có thể nghe thì âm thanh sóng biển tương tự như thế, bây giờ thì dễ rồi đúng không? Hai cặp đôi trai gái này đang đùa với nhau trên bãi biển như thế này thì không muốn nghe thấy tiếng sóng thì cũng không thể được. Đứng cạnh bãi biển thì chắc chắn là phải nghe thấy âm thanh của sóng rồi, đúng không? Nami no ko oto wa kikoeru, đúng không? Đấy. Tương tự như vậy thì tiếng âm thanh của sóng biển thì nó cũng tự lọt vào tai thôi. Được chưa nào? Xong nhá. Rất là tốt. Và bây giờ trường hợp thứ hai đó là mirareru và kikeru. Thật ra khi mà sensei đã giải thích cái phần trên kia rồi thì các bạn sẽ thấy là cái cặp còn lại này nó sẽ là nghe chủ ý, nó sẽ ngược lại với cặp bên trên. Thế nào gọi là có chủ ý nhở? Có chủ ý là mình muốn nhìn và mình muốn nghe nhá. Hoặc là nhiều khi có một số thầy cô sensei sẽ giải thích cho các em là phải thông qua một cái phương tiện nào đấy để mình có thể nghe được và nhìn được cũng ok, nhưng mà nó không được đúng hoàn toàn lắm cho với tất cả trong trường hợp. Cho nên hãy cứ nhớ cho sensei là mình có chủ ý. Còn chủ ý bằng cách nào là phải do cái người thực hiện. Ví dụ nhá, bây giờ sensei muốn xem bóng đá chẳng hạn, đúng không? Bây giờ sensei muốn xem bóng đá, tí nữa chúng ta muốn xem thì các bạn phải sử dụng một cái phương tiện, đó là iPad, máy tính hoặc điện thoại. Vậy thì lúc đấy các bạn phải mở điện thoại ra và phải thông qua cái điện thoại đấy các bạn mới có thể xem được bóng đá. Hoặc bây giờ các bạn muốn nghe Minano Nihongo chẳng hạn thì không thể tự nhiên đang ngồi như thế này mà có người bật cho các em nghe được, đúng không? Các em sẽ phải tìm, các em sẽ phải bật file và các em sẽ phải nghe. Thì lúc ấy là chúng ta có chủ ý, chúng ta có mục đích. Vậy thì chúng ta sẽ dùng Mieru và Kikoeru. Cả lớp hiểu hộ sensei chưa? Rất là dễ đúng không? Ừ, kiểu lan lan, kiểu muốn nghe trộm ấy. Lần trước sensei thấy có một bạn ấy đăng vào trong trong nhóm ấy, nó buồn cười lắm. Nhưng mà sensei sợ ở đây có mấy bạn lại mới 10, 15, 16 lại chưa đủ 18 cộng, nên là sensei không tiện nói. Không lại bảo sensei bậy bạ quá, đúng không? Sensei cứ nói đi nhá, nhưng không phải ý của sensei đâu. Sensei siêu tầm được đấy, các bạn đăng vào nhóm học tiếng Nhật online miễn phí để giải thích cấu trúc này ấy. Sensei thấy nhớ mãi luôn. Các bạn bảo ví dụ như bây giờ các bạn đang ngồi như này, đúng không? Các bạn đang ngồi như này thì bỗng nhiên lại có một em ăn mặc thì hớ hênh đi qua, thật ra chả muốn nhìn đâu nhưng mà cứ đập vào mắt, thế là lại phải nhìn. Thì lúc ấy là chúng ta sẽ phải dùng trường hợp 1, đúng không cả lớp? Đấy, mấy chàng trai chả có ý định gì đâu, đang ngồi bây giờ cứ hớ hênh đi cho qua trước mặt người ta như thế thì phải nhìn. Thế nhưng mà trong trường hợp thấy một em xinh quá, muốn nhìn quá, muốn nhìn lén quá ra bãi biển, đúng không? Muốn nhìn trộm quá, thế là các anh lại bắt đầu là mon men, rình rình mò mò, xong nhòm nhòm ngó ngó để nhìn. Đấy thì là có chủ ý rồi. Nhớ mãi không quên luôn nhá. Thực ra câu chuyện nó thô hơn nhưng mà sensei cho nó giảm tránh đi đấy. Được chưa nào? Qua điện thoại có thể nghe được dự báo thời tiết thì sensei nói rồi, được chưa? Ở Nhật Bản có thể nhìn thấy được núi Phú Sĩ, đúng rồi. Bây giờ sensei nhá nói là muốn nhìn trực tiếp, đúng không? Bây giờ các bạn ở Việt Nam, các bạn muốn nhìn núi Phú Sĩ, ok, mình đây sensei không nói là chúng ta có thể nhìn trên tivi nhá. Các bạn cũng có thể nhìn được trên TV mà. Ví dụ như thế, các bạn có thể nói trên TV tôi có thể nhìn được núi Phú Sĩ. Hoặc bây giờ mình nói là nhìn trực tiếp thì sensei sẽ nói là
ở Nhật Bản thì tôi có thể nhìn được núi Phú Sĩ. Tức là bây giờ các bạn muốn nhìn trực tiếp núi Phú Sĩ, các bạn buộc phải đến Nhật Bản, đúng không? Thế thôi. Được chưa? Nào bây giờ nhé, các bạn hiểu bản chất chưa? Đấy, xin sẽ nghĩ là các bạn hiểu rồi đấy. Được chưa nào? Được chưa cả lớp? Đúng không? Thái Điền ơi, thực ra là như Sensei nói rồi, lúc nãy Sensei biết sẽ có một số bạn sẽ nói rằng là qua một cái phương tiện nào đấy để mình có thể nhìn được. Nhưng mà thôi, các bạn hãy cứ nhớ cho Sensei là có chủ ý và không có chủ ý, chỉ còn đơn giản như thế thôi. Tại vì nếu như thông qua một phương tiện thì nhiều bạn sẽ bị hoang mang. Các bạn sẽ hiểu là ơ thì ví dụ như thế này nhá, ở Nhật Bản có thể nhìn thấy được núi Phú Sĩ thì có cái phương tiện nào ở đây đâu. Tại vì các bạn ấy sẽ nghĩ word by word là ơ phương tiện thì là phải có phương tiện, ví dụ như là bằng điện thoại thì là phương tiện này, đúng không? Còn Nihon Đế, rõ ràng Nihon ở đây nó là một đất nước, nó không phải là một cái phương tiện gì cả. Vậy thì tại sao mình vẫn dùng là Mirare được? Cho nên chúng ta sẽ không giải thích như thế. Tại vì Sensei biết là có nhiều bạn được nghe hoặc được giảng dạy ở một kênh nào đó thì các bạn nói rằng là thông qua một phương tiện. Nhưng Sensei nói rồi, thông qua một phương tiện nó không bao hàm được hết. Mà nhiều bạn nếu như không hiểu đúng bản chất của nó thì các bạn sẽ cứ đi tìm phương tiện. Thì nếu như Sensei hỏi thật các bạn là các bạn nhìn thấy ở ví dụ này của Sensei thì có cái gì là phương tiện ở đây, khi mà Nihon là một danh từ chỉ địa điểm, đúng không? Đúng không? Nhá. Cứ tin Sensei đi. Và ở cái này nó có một chức năng nữa mà trong Minano Nihongo không có, trong sách giải thích ngữ pháp không có, mà các bạn phải lưu ý, nó chính là nói về khả năng đặc biệt của một chủ thể nào đó. Nếu Sensei nhớ không nhầm thì là Minano không có hay sao, Sensei không nhớ chính xác lắm. Nhưng các bạn lưu ý cái này ít sử dụng này, thế nên là nhiều khi các bạn ấy hay bị quên. Đó là nói về khả năng đặc biệt của một chủ thể nào đó thì chúng ta cũng dùng Mirareru và Kikeru nhá. Ông Yamada có thể nhìn được chữ nhỏ từ xa, cả lớp nhá. Khả năng đặc biệt, không, một người già như thế này không phải ai cũng nhìn được. Đúng rồi Trần Văn Thành ạ, cũng được, ok em, tốt lắm. Lan Lan ơi, Sensei sẽ không giải thích bất kỳ một cấu trúc nào ngoài phạm vi bài 27 em nhé. Sensei nói từ buổi hôm trước rồi, hôm trước có bạn hỏi N3, Sensei đã dừng lại giảng cho bạn ấy mất mấy phút rồi. Được nhá. Ông Yamada có thể nhìn được chữ nhỏ thì các bạn phải hiểu rằng không phải ai già rồi, cao tuổi rồi cũng có thể nhìn được chữ nhỏ mà không đeo kính như ông Yamada như thế này. Cho nên là nó liên quan đến khả năng của ông thì chúng ta cũng sẽ dùng cấu trúc này. Đó chính Yamada-san, rằng wa tôi kara chisai gì ga mirareru. Các bạn cũng dùng được nhá. Được chưa? Hoặc là ninja chẳng hạn, ninja của Nhật Bản ấy thì có thể nghe thấy những âm thanh rất là nhỏ từ xa. Đấy là những cái khả năng đặc biệt mà không phải ai cũng làm được, đúng không? Thì lúc này chúng ta cũng sẽ dùng mirareru và sao nhở? Kikeru. Được chưa cả lớp? Thế nên là cả lớp cứ nhớ cho Sensei là như thế nhá. Một cái là nghe nhìn có chủ ý, một cái là nghe nhìn không có chủ ý, và bao gồm một cái yếu tố thứ hai là nói về khả năng đặc biệt của một chủ thể nào đó. Thuộc luôn cho Sensei. Đâu ấy nhỉ? Ở đâu ấy nhỉ? Đang nói về cái gì ấy nhỉ? À, trời ơi Lan Lan ơi, tên Kiyoho là, trời ơi, nó là một cụm xem lại tách ra của Sensei như thế, nên là Sensei mới cứ tưởng là em hỏi ở đâu. Em ơi, qua điện thoại có thể nghe được bản tin dự báo thời tiết, tên Kiyoho. Rồi Lan ơi, Sensei ấy rồi nhá. Tại vì sao em lại tách ra của một từ của tên Sensei như thế? Em tách ra như thế nên là Sensei mới không biết là em đang nói về cái gì cơ. Với lại Sensei có dịch lên rồi thay. Các em ơi, dịch tiếng Việt ra rồi thế thì còn gì nữa? Được chưa? Lan ơi, được chưa Lan? Rồi, cả lớp ơi, tiếp tục nhá. Sang đề kỳ rự. Ừ, tại vì bạn Lan, bạn ấy lại tách ra, bạn ấy cho hỏi Sensei mỗi Yoho là gì, cho nên là Sensei mới bảo vậy. Tách ra thế chết Sensei đấy. Làm Sensei đang mải dậy thì... Rồi, rất là nhiều bạn đang giúp Lan rồi. À... Ừ, cứ tạo công ăn việc làm cho Sensei và các bạn thế chứ đấy. Đề kỳ mát sự. Nào, chúng ta sang một ý nhỏ nữa nha. Bóng đá đang hát quốc ca rồi. Có thể làm được danh từ. Dekimasu. Các bạn nhớ cho Sensei dekimasu. Nào, rất đơn giản. Ví dụ như
Các bạn dịch cho sensei dekimasu là có thể nhé. Và trước nó sẽ là một danh từ. Và nó sẽ là trợ từ gá. Watashi wa tennis ga dekimasu. Watashi wa tennis ga dekiru. Sakka ga dekiru. Thì có nghĩa là tôi có thể chơi được tennis. Tôi có thể. Bạn đình trường ấy ý bạn là sao? Bạn đình trường ấy ý bạn là sao? À đình trường ơi, nếu như mà bạn chỉ thích nghe tiếng Nhật thì bạn có thể đi học các thầy cô khác hộ sensei nhé. Tại vì bây giờ sensei đang phải giảng ngữ pháp và sensei phải giảng bằng tiếng Việt. Chứ bây giờ em nghĩ sao mà mấy trăm bạn kia nếu như bây giờ sensei hỏi thật là cứ ngồi nói tiếng Nhật với nhau thì đến bao giờ mới xong được cái bài này? Và liệu rằng có đảm bảo các bạn có thể hiểu được không trong khi nói tiếng Việt mà các bạn ấy, nhiều bạn còn khó có thể hiểu được nếu như mà không phải là giáo viên giảng cẩn thận và chi tiết. Cho nên không phải ai cũng giỏi giống như em. Em nhá, và sensei thì không phù hợp với em rồi. Cho nên là nếu như em bảo rằng là sensei ơi, sensei nói tiếng Việt ít thôi, em chỉ thích tiếng Nhật thôi thì xin mời em đi chỗ khác. Cả lớp thông cảm hộ sensei. Sensei xin lỗi cả lớp nhá. Tôi có thể chơi được tennis được chưa? Và tương tự như thế, các bạn có thể cho các cái danh từ khác vào rất là thoải mái. Và cứ nhìn thấy danh từ là dekimasu thì các bạn sẽ nào. Thôi được rồi, kệ đi, chúng ta cố gắng lên. Chúng ta cố gắng lên, hết giờ đến nơi rồi. Quốc ca dồn dập rồi, ok. Sensei bị mất tập trung quá. Nào, bây giờ nha, vậy thì mục tiêu của chúng ta là gì? Các bạn cứ nhìn thấy cho sensei là danh từ gá dekiru, biết chưa? Thì là chúng ta sẽ dịch là tôi có thể được cái N này. Nhớ nhá. Thế bây giờ sensei nói là Nihongo ga dekiru, có nghĩa là tôi có thể nói được tiếng Nhật mặc dù nó không có cái từ nói ở đây. Được không cả lớp? Nhá. Mình hãy hiểu là như thế. Được chưa nào? Thứ hai là nếu như các bạn thấy dekiru thì các bạn có thể nhớ đến cho sensei một chức năng thứ hai, đó là phát sinh ra, được hoàn thành ra, hoặc được làm ra, hoặc được xây lên. Ví dụ như nhá, có một cái tòa nhà mới được xây lên thì các bạn cũng dùng dekiru. Hoặc là cơm tối nấu xong rồi các bạn cũng sẽ dùng dekiru được. Được chưa nào? Cả lớp nhớ cho sensei nhá. Phát sinh này, hoàn thành, được làm ra, được xây mới. Đây, ở trước nhà ga có cái siêu thị lớn đã được xây lên, đúng không? Eki no mae ni oki supa ga dekiru, đúng không? Dekimashita, đúng không? Eki no mae ni, trước cái nhà ga này, oki supa ga dekimashita, trước nhà ga thì có một cái siêu thị lớn đã được xây lên. Mặc dù ở đây nó không có cái từ xây dựng, nhưng các bạn hiểu cho sensei là nó đã được hình thành, nó đã được xây lên nhá. Được chưa? Được chưa nào? Việc sửa đồng hồ bao giờ thì xong? Đây này, các bạn có thể hiểu là được hoàn thành này. Itsu dekimasu ka? Đúng không? Đấy. Toki no shuri wa itsu dekimasu ka? Bao giờ thì xong? Này. Rồi. Cơm, à đây cơm nấu xong rồi. Đói thế chứ. Quá là đói luôn. Ok chưa nào cả lớp thân yêu ơi. Cơm tối thì đã xong rồi. Đấy. Đúng rồi, cây cầu mới được xây lên, đúng rồi Huế nhỏ à. Chính xác. Ừ đúng rồi Tiến Thương. À nhưng mà em ơi, nếu như mình hỏi là bao giờ xong thì tức là chưa, nó chưa xảy ra nhá, thì em phải dùng thể rượu cho sensei nhá, chứ mình không thể dùng thể tạ được nhá, Thương nhá. Đúng rồi Đậu Huyền. Đúng rồi, thoa ngỏ hay là thoa ngố gì đấy, tại vì không có dấu.
Em ơi, bạn Mộng ơi, em phải nói là trước cái căn phòng của tôi nhá, trước cái căn nhà của tôi nhá, chứ mình không nói là ở nhá. Em ơi, nếu như em nói là watashi no heya ni thì có nghĩa là tồn tại ở bên trong cái căn phòng của em thì nó là cái siêu thị Aeon, mà em phải nói là trước cái nhà, trước nhà em đúng không? Thì cái siêu thị Aeon ấy nó đã được xây xong thì mới đúng nhá, chứ còn nếu như em mà nói là trong cái căn phòng của tôi xong đó em lại dùng ní luôn thì có nghĩa là cái siêu thị Aeon đấy nó lại tồn tại trong căn phòng của em mất rồi, chưa được Mộng nhá. Được chưa nào? Máy con sensei rồi, bóng đá đến rồi nên là nó đơ rồi, sensei không nhìn được hết comment đâu. Go hả? Băng go hàng gạo mộ tê kỳ tạ. Được chưa nào? Cơm tối thì đã xong rồi, thì thôi. Các bạn cứ nhớ hộ sensei là như thế. Một chút nữa, cái này cũng quan trọng này. Cả lớp ơi, cái này quan trọng này, trong sau này làm đề thi sẽ có nhiều này. Nhưng mà dễ lắm. Đó chính là, các bạn nhớ hộ sensei là vế 1 khẳng định, vế 2 sẽ phủ định, và nếu vế 1 phủ định thì thế vế 2 sẽ là khẳng định, tức là hai cái vế này nó sẽ ngược nhau nhá, và sẽ được ngăn cách gà chia làm hai vế. Bây giờ xin dễ lấy ví dụ, nhấn mạnh sự so sánh đối chiếu ý chí quan điểm của người nói. Cái này các bạn không cần phải nhớ. Không cần phải nhớ cái dòng tím này cũng được. Các bạn chỉ cần biết để nếu mà điền thì chúng ta nhớ thôi. Đấy, mạng bắt đầu lag rồi. Tôi có thể uống bia nhưng không thể uống rượu. Các bạn ơi, sensei nói với cả lớp rồi. Bình thường nếu như không có cái vế thứ hai này, tôi có thể uống bia thì chắc chắn các bạn sẽ phải dùng là bi rự gá. Đúng không? Ố thay bằng gá chắc chắn phải là bi rự gá. No me masu, đúng không? Thế nhưng khi mà trong một câu, vế 1 và vế 2 đều chia ở thể khả năng, có thể, không thể, nhưng nhớ là nó phải ngược nhau, thì lúc này chúng ta sẽ không dùng gá mà chúng ta phải dùng quá, và cái gá đấy chúng ta sẽ để ở giữa để ngăn cách hai câu. Cả lớp nhá. Cả lớp hiểu ý sensei không? Sensei vẽ hơi kinh nhỉ? Giờ rồi sensei không biết xóa nào cơ. Không biết là xóa đi kiểu gì ấy. Ôi 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 ôi. Rối rồi. Rối trí rồi. Đấy. Cả lớp hiểu ý sensei không? Bình thường nếu như không có vế 2 chỉ dùng lại ở dừng ở đây thôi, thì chỗ này quá các bạn phải thay bằng gá cho sensei nhé. Thoang ơi, sensei nói rồi. Mình phải dùng gá chứ em, sao em lại dùng ố thế kia? Rồi ôi, si cà từ từ đã. Nguyễn Tiến Lực ơi, chưa đến si cà, sắp rồi. Được chưa? Các bạn nhớ cho sensei nhá. Bình thường chỗ này nếu như đây là động từ chia thể khả năng thì các bạn sẽ phải là bi rử gá. Tuy nhiên ở đây là hai vế và hai vế này ngược nhau. Vế thứ nhất thì nói là tôi có thể, vế thứ hai là tôi không thể đều sử dụng thể khả năng, thì gá đấy chúng ta cho ở giữa và chúng ta ngăn cách, và lúc này chúng ta sẽ chuyển hết thành qua. Cả lớp nhớ nhá, nhớ nhá. Đấy, ví dụ tiếp theo, bé Taro không thể chơi được tennis nhưng có thể chơi được bóng đá. Đây các bạn thấy xác định thứ nhất là thể khả năng ở cả hai vế. Thứ nhất là không thể và vế thứ hai là có thể, đảm bảo ngược nhau chưa? Vậy thì lúc này gà này nó sẽ đứng ở giữa và ngăn cách hai vế. Vậy thì động từ thể khả năng lúc này nó sẽ đi với quá chứ không phải là đi với gá nữa. Được chưa nào cả lớp? Taro kun wa, nào các bạn nhìn đúng không nào? Tennis su wa dekimasen ga sakka wa dekimasu. Đấy, tôi không thể chơi, bé Taro không thể chơi được tennis nhưng có thể chơi được bóng đá. Xong rồi, chúng ta sẽ, cái này dễ đúng không cả lớp? Tại vì các bạn nắm được hết thể khả năng rồi. Rồi, ok, vội quá. Chơi rồi, còn hai cấu trúc nữa cơ. Quy tắc nhấn mạnh của quá và mố này dùng để nhấn mạnh ý muốn nói. Trong sách người ta giải thích cho các bạn rất là nhiều, nhưng thôi các bạn chỉ cần nhớ cho sensei. Thôi, sensei đi vào ví dụ luôn cho các bạn hiểu nhé. Chúng ta giải thích cho nhau hiểu đó nhé. Thế à, tôi có thể uống tòa nhà hả? Đợi sensei tí nhá, sensei quay lại. Thế à, sensei nhìn thì con không. Ôi ôi. Đâu? Viết sai hả? Đang đến đâu rồi không biết nữa. Đâu? Ừ. Chết chửa. Đấy, sensei cảm ơn nhá. Rồi ok ok. Dùng để nhấn mạnh quy tắc nhấn mạnh của quá và mố nhá. Các bạn chỉ nhớ cho sensei dùng để nhấn mạnh thôi. Nhấn mạnh như thế nào? Sensei giải thích cho các bạn nhá.
San Tuyết Ngân ơi, nhanh quá à? Thế bây giờ nói chậm lại nhá. San Tuyết Ngân mới vào đúng không? Rồi, Sen Sen nghĩ là San Tuyết Ngân về nhà nghe lại một chút là sẽ hiểu đấy. Tại vì Sen Sen vẫn đảm bảo yếu tố là để cho các bạn hiểu đấy. Cả nhiều bạn vẫn đang comment được cái này, nói chậm lại nhá. Cả lớp chú ý. Công ty của tôi. Cả lớp nhìn vào đây cho Sen Sen. Bây giờ Sen Sen nói lại nhá. Ui dồi ôi, rồi nói chậm lại một chút. Tại vì thực ra là bài này nó khó nhất là Mimat và Kikoemat thôi. Còn những cái kia ấy thì các bạn chỉ cần nắm được nguyên tắc của thể khả năng ấy, thì khi mà các bạn xem video lại của Sen Sen chắc chắn là các bạn sẽ hiểu. Hoặc các bạn ngồi các bạn ngâm kiểu ngữ pháp các bạn sẽ hiểu ngay lập tức luôn ấy. Thôi bây giờ Sen Sen nói chậm nhá. Công ty của chị gái tôi có người nước ngoài. Bình thường các bạn sẽ không có quá. Cả lớp nhớ chưa? Bình thường không quá quá vẫn ok. Công ty của chị gái tôi thì các bạn sẽ đi với ní đúng không? Cái này là kiến thức N5. Vé nhỏ ơi, bị mời thì sẽ không khắc phục được rồi. Các bạn khác vẫn nhìn ok lắm. Có khi do mạng em đấy. Thế ở Tuyết Ngân, đông bạn quá mà. Công ty của chị gái tôi thì ở đâu đó tồn tại thì chúng ta dùng ní. Cái này N5 sẽ không nói nữa. Nó mới là mới ở chỗ là người ta cho quá vào đây này. Gai koku jin ga imasu. Được chưa? Và ở đây công ty của tôi thì có người nước ngoài. Và đây công ty của chị gái tôi thì cũng có người nước ngoài. Các bạn chỉ cần nhìn vào đây cho sensei là ní wa và ní mộ nhá. Sensei giả sử với các bạn nếu như không có quá này thì chúng ta sẽ chỉ có vế một thôi. Ví dụ như công ty của tôi có người nước ngoài, vậy thì cái quá này cho vào đây nó chả có cái việc gì ngoài cái tác dụng là nhấn mạnh thêm. Còn ý nghĩa của cái câu văn này nó không hề thay đổi. Vậy thì tại sao vế 2 chúng ta lại dùng ní mộ nhỉ? Tại vì nó là cũng. Đúng không? Đúng không cả lớp? Hai câu này y hệt nhau. Nhưng bên trên này quá, bên dưới lại là mộ. Tại vì mộ chúng ta có là nghĩa là cũng. Và nó vẫn phải đi với ní. Tại vì bản chất cấu trúc này chúng ta vẫn phải có ní. Tại vì là ở một cái danh từ chỉ địa điểm này nó có tồn tại cái này. Thì cái này là kiến thức N5. Ừ thôi thoải mái em ơi. Thay rượu được Trung Đặng ơi. Bây giờ tầm này chúng ta mát sự chúng ta thay hết bằng rượu ok. Thế được nhá em nhá. Cái này mình sẽ dùng một cách linh động thôi em ạ. Thế nhưng mà cái rượu thì mình biết rồi, nó là thể ngắn đúng không em? Nhưng mà đây chúng ta đang trong văn phong lịch sự cho nên là chúng ta dùng mát sự cho sensei nhé. Đúng rồi Tiến Lực ạ. Chính xác em nhé. Cả lớp hiểu ý sensei không? Cả lớp hiểu quá với mố ở đây chưa? Tại sao dùng mố? Vì là cũng mà. Còn ní thì các bạn chắc chắn là vẫn phải cho vào. Và cái từ quá với từ mố này nó chỉ nhấn mạnh thêm câu văn thôi. Đúng rồi, ý nghĩa của câu không thay đổi gì cả. Nó không, về cơ bản vẫn là như vậy đúng không? Trong trường của tôi thì có 4 giáo viên người Nhật. Nào, nếu như ní thì là đúng rồi. Nhưng các bạn cho ní họ vào thì nó nhấn mạnh thêm. Nó nhấn mạnh thêm thôi. Đúng không? Ví dụ như bình thường mình chỉ kể một cách đơn thuần là trong trường của tớ thì có 4 giáo viên người Nhật. Thế nhưng mà sensei muốn nhấn mạnh sensei, trong trường của tớ có 4 giáo viên người Nhật đấy. Mình muốn làm đậm sắc câu văn thêm thì mình cho chữ quá vào. Đó, nó thay đổi sắc thái, ok. Chúng ta hiểu thế cho đơn giản nhá. Chứ còn nếu như chúng ta mà hiểu phức tạp lên là rách việc lắm đấy. Chúng ta cứ hiểu là như thế nhá. Đấy, 私の学校には đúng không? 日本人の先生が ok. Đúng rồi. 教員にいます. Thì bình thường mình không có quá cũng không sao. Nhưng mình thích nhấn mạnh thì mình cho quá vào. Vậy thôi. Cả lớp nhớ nhá. Thế còn nếu mà cũng thì mình cho mố vào. Vậy thôi. Rất là đơn giản. Cả lớp nhá. Chúng ta sang một cái cấu trúc cuối cùng nào. Cái cấu trúc này thì nó cũng dễ thôi. Nhưng mà các bạn phải thuộc lòng cho sensei. Vì sau này chúng ta gặp rất nhiều. Đó chính là Shika. Shika này. Shika. Các bạn không cần phải nhớ danh từ rồi lượng từ làm gì cả. Cứ bỏ qua cho sensei. Bây giờ cái các bạn thuộc lòng cho sensei đó chính là hễ nhìn thấy shika là các bạn phải nhớ ngay đến nai, tức là ma sen. Hay nói cách khác tức là phủ định. Và các bạn chỉ cần nhớ cho sensei rằng
Dake, chúng ta học ở N5 như thế nào thì Shika ở N4 như thế, nó có nghĩa như nhau. Tuy nhiên, mặc dù Shika nhá đi với Nai nhưng ý nghĩa của cụm này nó lại bằng với Dake. Cả lớp nhớ cho Sensei. Bây giờ ai mà không biết Dake là gì thì Sensei bó tay chấm com luôn. Nhá, cả lớp nhớ cho Sensei chưa? Bây giờ các bạn cứ nhìn thấy Shika là các bạn nhớ đến là Shika bằng Dake, sau này các bạn luyện đề sẽ có nhiều là đằng khác. Nó sẽ cho các bạn lựa chọn những cái bài tập. Nhớ nhá, nhớ là Shika bằng Dake. Sensei lấy ví dụ. Rau thơm ý, cái rau em trồng vào cái chỗ tím ý thầy anh. Tím à? Trời ơi, không biết thế nào là rau thơm luôn ý. Đấy, nhờ ông chồng cấu hộ rau vào rồi, không biết rau nào và rau nào các bạn ạ. Sầu tím chưa? À, trong trái tim anh chỉ có một mình em thôi đấy. Nhớ cho Sensei rằng chỉ thì sẽ là... Eo ơi Sensei này, cho ảnh hai vợ chồng lên đi nhá. Thầy Quỳnh nói với Sensei rất là âu yếm đúng không? Watashi no kokoro no naka ni anata shika inai yo. Inai. Văn nói. Đúng không? Nếu như chỗ này dùng dake thì sẽ là dake imasu. Nhưng mà shika thì sensei sẽ dùng là imasu, là có tồn tại đấy. Đúng không? Thì shika lúc này các bạn sẽ phải chuyển thành imasen. Nhưng trong văn nói chúng ta nói là inai cho nó, cho nó thành văn nói. Xến chưa? Xến đúng không Đặng Nam? Nhưng mà ôi giời ơi, tưởng thế nào, cái câu này gần như các thầy cô nào cũng hay dạy các em lắm vì nó thú vị mà. Watashi no kokoro no naka ni. Bây giờ các bạn chỉ quan tâm anata shika inai yo. Thì mặc dù chia ở thể phủ định nhưng các bạn nhớ rằng chúng ta phải dịch là chỉ. Nó mang tính chất khẳng định. Được chưa nào? Còn đây xin sẽ nói rồi, nếu như chúng ta dùng dake thì sẽ là dake imasu. Còn shika sẽ là shika inai. Và hai câu này bằng nhau. Cả lớp nhớ chưa? Ai mà biết dake rồi thì biết rằng dùng shika y hệt vậy. Nhưng chỉ có điều là nếu như dake động từ chia thể khẳng định thì shika các bạn chia động từ sang thể phủ định là xong. Được chưa? Mỗi tối tôi chỉ ăn rau. Chỉ ăn rau. Nếu mà dake thì sẽ là dake taberu đúng không? Còn shika thì sẽ là shika tabenai. Đây này, mai bang yasai shika tabemasen. Các bạn thấy không? Dễ đúng không? Dake đây xin sẽ nói rồi, yasai dake taberu. Còn shika là shika tabemasen. Cả lớp hiểu hộ xin sẽ chưa? Được chưa nào? Cả lớp ơi, xong chưa cả lớp ơi? Không em à, Kiều Anh ơi, trong cái trường hợp này nhá thì shika dake nó sẽ thay trực tiếp cho các trợ từ gá và ố rồi nhá. Cho nên ở đây chúng ta thấy không, ố taberu chúng ta sẽ thay trực tiếp vào đây là dake taberu hoặc shika tabenai em nhá. Đây sensei ghi vào đây rồi, thay thế trực tiếp cho các trợ từ ố hoặc là gá thì shika và dake nó sẽ thay trực tiếp luôn, và chúng ta sẽ không còn trợ từ ố, không còn trợ từ gá nữa. Cả lớp nhớ hộ sensei nhá. Được chưa? Thay luôn nhá. Được chưa nào? Thay thế luôn các em ạ. Em vẫn dùng mỗi dake. Ừ thế Thành Long ơi, bây giờ dùng shika đi em nhá. Rồi, Nguyễn Hoa rất là tốt. À, Nguyễn Hoa bên phân. Rồi. Lớp mình ơi, xong rồi đấy. Thế bây giờ lớp mình đi xem bóng đá đi nhá. Sensei sẽ đăng lại bài trên fanpage. Sau đó thì lát nữa mà nghỉ hiệp 1 thì nhớ vào chia sẻ về, xong về chép đầy đủ cho Sensei. Buổi học tiếp theo sẽ là vào tối chủ nhật nhá. Tối chủ nhật cận Tết rồi. Chủ nhật chúng ta sẽ học bài 28. Sensei xem qua xem 28 có gì. Bài 28 dễ lắm. Bài 28 chỉ 30 phút là xong. Nhưng mà cũng có một phần mà các bạn dễ nhầm. Sensei biết. Bài 28 dễ nhưng mà học sinh vẫn có một chỗ nhầm, gần như cấu trúc nào, bài nào cũng có một cái cấu trúc mà nếu không có sensei là các bạn sẽ bị nhầm đấy. Đúng rồi Hoàng Nguyễn ơi, đúng rồi em. Đúng rồi Tiến Thương rất tốt. À thôi chúc cả lớp
Xem bóng đá vui vẻ nhé. Otsukare sama deshita. Arigato gozaimashita. Bye bye. Chào cả lớp, hẹn gặp lại cả lớp. Cả lớp nhớ chia sẻ về và chép bài cho sensei nhá. Các bạn chia sẻ ít lắm. Không mà mai này lẫn lộn cùng với thầy Quỳnh đấy. Bye bye cả lớp. Hai. Lịch học là thứ năm và chủ nhật hàng tuần lúc 19:30 nha em ơi.